Đây có phải lần đầu tiên bạn sử dụng app vay tiền này không? Được rồi, bạn đã chọn hạn mức chưa? Ở đây có thể chọn vay từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Wow! Ôi, trời ơi, liệu tôi đăng ký ở đây thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi hay không? Không không không, đây là một nền tảng hợp pháp và được cấp phép. Không thu hồi bạo lực, chi phí minh bạch, hỗ trợ trả góp. Vì thế bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Wow, tôi đã đăng ký thành công rồi này. Chỉ cần nhấp vào link liên kết ở dưới video. Hãy tải và đăng ký ngay để nhận hạn mức vay của bạn.